Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel Anh Em Họ Bùi Vlog. Trong video này thì mẹ mình đã chính tay vào bếp để nấu cho anh em mình một cái nồi lẩu rất là ngon nha các bạn. Đây là nồi lẩu hải sản, gồm có nấm, cá bớp, tôm, mực. Wow, cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Rau ăn kèm của nó là đây có rau má. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi quá trình làm nồi lẩu cá bớp ngon tuyệt này nha. Các bạn ơi, loài cá bớp là loài cá rất đặc biệt. Chúng sống ở ngoài biển rất là xa và thịt của nó thì khi chúng ta làm lẩu thì ăn cực kỳ ngon nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt cái da của nó thì nó có một cái lớp sừng, lớp vảy rất là cứng và vô cùng nhỏ luôn. Nên là mỗi khi chúng ta làm cá bớp thì nếu các bạn không biết làm thì các bạn sẽ không thể nào đánh được cái phần vảy này ra nha các bạn. Ở đây mẹ mình làm cá bớp bằng cách là muốn đánh cái phần vảy này ra thì chúng ta bắt buộc phải chế nước sôi rồi nha các bạn. Đó, mẹ mình cạo thử các bạn thấy không? Nó đã chóc được cái lớp vảy rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần một tấm cước rửa chén và chúng ta có thể chà được cái lớp vảy nó ra nha các bạn. Mẹ mình đang nhúng nước sôi đều hết nha các bạn. Đó, bây giờ dùng một cái cước như thế này. Wow, các bạn thấy không? Cái vảy của nó chóc ra rất là nhanh luôn và thịt con cá bớp cực kỳ trắng. Đây là cái bí quyết làm cá bớp ngon của mẹ mình nha. Nếu các bạn có ăn cá bớp thì chúng ta sẽ áp dụng cái bí quyết này để chúng ta làm cho nó nhanh và sạch. Còn nếu các bạn có thể dùng dao để cắt cũng bình thường. Nhưng mà nếu các bạn dùng dao cắt thì nó sẽ lâu hơn. Hoặc là các bạn dùng dao để đánh vảy nó sẽ không ra được hết nha các bạn. Chỉ có cách trụng cái da nó bằng nước sôi và dùng cái miếng cước rửa chén chà như thế này thì da nó rất là trắng luôn, cực kỳ là dễ làm. Các bạn thấy không? Rồi, vậy là sau khi đã chà xong thì mẹ mình sẽ tiếp tục cắt đi những cái phần vảy. Đấy. Bây giờ sẽ cắt nhỏ cái phần cá bớp ra và chúng ta sẽ lóc thịt đi nha các bạn. Chúng ta sẽ tách thịt ra khỏi xương cá bớp. Nếu bạn nào chưa ăn cá bớp thì chúng ta nên thử một lần vì loài cá này ăn rất là ngon và đặc biệt là rất là dễ mua. Ở quê mình thì người ta mua rất nhiều và rất là dễ nha các bạn. Nhưng mà cái giá trị của nó thì không thấp đâu nha. 1 kg cá bớp nó dao động vào khoảng 250 nha các bạn. Sau khi đã chặt nó ra rồi thì bây giờ mẹ mình tiếp tục cắt nhỏ nhỏ ra để thành những miếng nhỏ nhỏ giống như là những cái miếng thịt cá bớp nhỏ trong cái nồi lẩu của một cái đám cưới nha các bạn. Thì ở quê mình á, cái đám cưới nào sang lắm thì họ mới đãi bằng cá bớp. Và họ nấu một nồi lẩu ở cuối món ăn đó các bạn để đãi cá bớp nha. Thì rất là sang thì mới có được cái lẩu này. Và một rổ cá bớp luôn. Tiếp theo là sẽ chế biến mực nha các bạn. Và một thao mực. Giống mực này rất là quen thuộc với chúng ta nha các bạn. Nó có một cái mai cứng ở trên lưng. Thì chúng ta sẽ cắt ngay cái mai cứng của nó và tách ra. Sau đó các bạn làm sạch phần đầu, lấy lại cái phần trứng và chúng ta sẽ cắt đi phần mắt cũng như là bỏ đi phần miệng của con mực. Quy trình làm con mực là như vậy đó các bạn. Vô cái thau đi đổ nước cho nhiều quá.
tiếp theo bà mẹ và em mình sẽ tiếp tục cắt nấm ra nha các bạn. Rửa rau cải cũng như là rau má để làm rau ăn kèm với món lẩu nha. Tôm tép được cắt đầu và làm sạch phần trên. Rồi bây giờ mẹ mình sẽ xếp cá, tôm và mực ra một cái khay để chuẩn bị cho cái phần món ăn nha các bạn. Di Mùi đang băm tỏi. Rồi bật cái bếp lại. Và mẹ mình đang chuẩn bị nấu cái phần nước lèo của nồi lẩu. Đầu tiên ta cho vào một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng thì chúng ta cho tỏi vào phi vàng lên nha các bạn. Khi tỏi đã vàng thì chúng ta sẽ cho nước vào nha. Tiếp theo là cho nấm và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đây. Các món rau ăn kèm được xếp ra dĩa. Hôm nay nhà mình sẽ ăn nồi lẩu này với cơm nha các bạn. Mình, Nhi Bùi, cha mình và mẹ mình sẽ cùng ăn. Wow, nồi lẩu rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Nấm nổi lình bình ở trên nồi lẩu. Kèm theo đó là có cá bớp, có tôm, có mực. Khi nồi lẩu đã sôi thì mẹ mình cho tôm, cá bớp và mực vào. Cha mình cho thêm một ít rau, gồm có rau má, rau cải ngọt và một chén nước mắm đậm đà hương vị. Đây là nước mắm Phú Quốc, được cho vào vài lát ớt nha các bạn, rất là cay nồng nha. Wow, nồi lẩu đã chín, tất cả hải sản cũng đã chín rồi các bạn, rau đi kèm cũng chín rồi nè. Rồi mình mời các bạn cùng gia đình mình ăn nha. Chén của mình được rắp rất là nhiều thứ nha các bạn. Wow, ngon quá. Mời các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Anh Em Họ Bùi Vlog. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì đừng quên bấm nút đăng ký, nút chuông và để lại một like để anh em họ Bùi có hứng thú hơn trong việc làm video mới nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.